Chào các bạn, rất vui mừng lại được chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng rất là tuyệt vời. Với cái việc mà chia sẻ ứng dụng này thì các bạn có thể kiếm được 100.000 một ngày là cái chuyện bình thường. Vì đây đây là cái ứng dụng các bạn xem ở trên màn hình mà tôi đang chia sẻ ở đây là mời bạn ngay khui quả mỗi tay. Thì ứng dụng này tôi vừa cài đặt và đã vừa chia sẻ lên và đã có một người. Thì cái ứng dụng này thì ngoài cái việc đọc báo, xem tin tức thì nó đã tích hợp thêm với chương trình kiếm tiền cực là hay. Tức là chúng ta chỉ việc đi chia sẻ cái ứng dụng này cho nhiều người khác biết đến. Và mỗi người cài đặt ứng dụng này thì chúng ta sẽ được, đây, chúng ta sẽ đây là 2.000 này. Mời bạn bè cài đặt và đăng nhập lần đầu tiên thành công trên ứng dụng báo mới. Mỗi lượt mời thành công cả hai đều được cộng 2.000 xu, tức là tương đương với 2.000. Tức là bản thân tôi cũng được 2.000 mà bản thân các bạn khi cài đặt ứng dụng này các bạn cũng được 2.000. Rất là tuyệt vời. Người đi mời nhận 4.000 xu nếu người được mời là dùng iPhone, iPad. Đấy, rất là tuyệt vời như thế. Và khi mà chúng ta đã đủ số tiền rồi thì chúng ta sẽ dùng cái số tiền này để đổi lấy các cái phần thưởng hấp dẫn. Mỗi phần thưởng đổi lấy các cái phần thưởng hấp dẫn như là các cái thẻ điện thoại này từ 10.000 đến 50.000 vân vân, tức là tùy theo cái số tiền mà chúng ta đạt được chúng ta có thể đổi nhiều các cái phần thưởng có giá trị khác. Vậy thì chúng ta cách làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta vào cái chỗ phần mà mời bạn bè ngay ở đây. Ở trong cái phần mời bạn bè ngay ở đây thì ta thấy là đây, chúng ta có thể chia sẻ ứng dụng này lên, gửi lên tin nhắn của Zalo, hay là đăng lên cái phần nhật ký của Zalo, hay là gửi tin nhắn lên Facebook, hay là đăng lên Facebook để chúng ta mời bạn bè mọi người. Và chúng ta có thể là sao chép cái link ở đây. Đây có cái phần là sao chép link. Chúng ta lấy cái link này để chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội khác, hay là chia sẻ lên các cái ứng dụng khác để chúng ta đi kiếm tiền, gửi cho bạn bè, người thân, anh em, gia đình, vân vân. Khi mỗi người cài đặt thì các bạn được 2.000 và mọi người cài đặt cũng được 2.000. Đấy, thì tôi chia sẻ với các bạn cái ứng dụng này để các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi ngày có thể kiếm được 100.000 là chuyện bình thường. Mỗi ngày các bạn có thể là chia sẻ cho 50 người đăng ký cái ứng dụng này thì các bạn đã có 100.000 rồi. Và nếu như các bạn biết cách chia sẻ thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ cái ứng dụng này. Đấy, chúng ta đây là ứng dụng sau khi mà tôi đã đăng nhập vào rồi bằng Zalo vào là như thế này. Thì chúng ta sẽ vào cái phần ở trên đây là mời bạn khui quà. Đây lúc nãy tôi đã bấm vào một lần rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ ứng dụng này cho nhiều người khác. Khi chúng ta đã có nhiều tiền rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ rút tiền, và tôi sẽ hướng dẫn mọi người có nhiều cách để chúng ta có thể là rút được tiền của chúng ta. Đấy. Ok, như thế là một cái ứng dụng nữa đã tôi đã giúp cho các bạn có thể kiếm được tiền, và không những kiếm được tiền từ một cái ứng dụng này và trong một tháng ta sẽ kiếm tiền từ nhiều các ứng dụng khác và cộng lại ta sẽ có được số lượng tiền là rất lớn. Mỗi ứng dụng có thể cho chúng ta từ 2 đến 3 triệu thì 10 ứng dụng sẽ cho chúng ta được là 20 triệu rồi. Và ngoài ra tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất nhiều các ứng dụng để chúng ta kiếm tiền. Chúng ta hãy theo dõi kênh đầu tư 6.0 của tôi để luôn luôn cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ chương trình của tôi nhé. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì từ ứng dụng này thì hãy comment và để lại lời bình luận bên dưới của video, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết các thắc mắc này và giúp các bạn kiếm được thêm nhiều tiền. Và ngay bây giờ chúng ta hãy xuống dưới phần mô tả của video để tải ứng dụng này về để kiếm tiền từ ứng dụng này nhé. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chào.